đây, tiếng Ngài gọi con hôm nay, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buông. Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến. Bước theo Thầy, này lòng con quyết theo Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con, con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Hãy theo Thầy, Chúa hằng gọi con sớm hôm, tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy lên đường. Dẫu đời con những bước thăng trầm, mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến thân. Gieo sự sống con vẫn nhủ lòng, này đời con bước đi đến cùng. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con, con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Theo Thầy, có Ngài cùng đi với con, có anh chị em cùng đi với con trên đường. Trên đường đi đâu phải một mình, còn có giáo hội tiếp sức, có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo niềm cậy trông từ đây, bước theo Thầy chọn đời con chỉ đi theo Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con, con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con, con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn nơi lòng Chúa. Ai con không bên bờ, hương loài nhân thế đang hướng tôi nhớ. Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con hôm nay,
tiếng Ngài gọi con, gọi con hãy theo Ngài. Chúa gọi con từ sớm mai hồng, gọi con khi mặt trời đứng bóng, gọi con khi chiều sắp buồn. Hãy theo Thầy, tiếng Ngài gọi con chiều mến. Bước theo Thầy, này lòng con quyết theo Ngài. Con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con. Con theo Ngài, con bước theo Ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi, con vẫn đi trong đường Ngài. Hãy theo Thầy, Chúa hằng gọi con sớm hôm. Tiếng Ngài gọi con hãy lên đường. Dẫu đời con những bước thăng trầm, mùa đông hay mùa nắng ấm, theo Chúa con nguyện hiến thân. Gieo sự sống. Tôi là giám mục Phêrô Nguyễn Văn Cảm. Tôi tin vững vàng và tin xưng mọi điều và từng điều trong Kinh Tin Kính. Tức là tôi tin kính của Thiên Chúa duy nhất là Chúa Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính của Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Chúa Cha. Nhiều người mà muôn vật được tạo thành vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Vì chúng ta, người chịu đóng đinh và thập giá dưới thời Pontius Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại đúng như lời Thánh Kinh, người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, Ngài là Chúa và là đấng ban sự sống. Ngài phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Ngài cùng được phụng thờ và tôn vinh với Chúa Cha và Chúa Con. Ngài đã dùng các ngôn sứ mà phán dạy. Tôi tin kính một hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi kiên xưng có một phép được duy nhất để tha tội. Tôi đợi trong ngày kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Tôi cũng tin vững vàng mọi điều trong lời Chúa được viết ra hay truyền đạt, mà giáo hội bằng phán quyết long trọng hoặc bằng huấn quyền thông thường và phổ quát dạy phải tin như là do Thiên Chúa mà cả. Tôi cũng chấp nhận và tuân giữ vững chắc mọi điều và từng điều liên hệ tới giáo lý về đức tin hoặc về phong hóa mà giáo hội đã truyền dạy dứt khoát. Cũng vậy, với lòng vâng phục, kính tôn của ý chí và trí khôn, tôi gắn bó với những giáo lý do Đức Giáo Hoàng hoặc giám mục đoàn đưa ra khi các ngài thi hành huấn quyền đích thực, cho dù không có ý công bố những giáo lý ấy bằng một hành vi dứt khoát. Tôi là giám mục Phêrô Nguyễn Văn Cảm. Khi lãnh nhận chức năng giám mục giáo phận Mỹ Tho, hứa sẽ luôn hiệp thông với giáo hội công giáo trong lời nói cũng như trong hành động. Tôi sẽ chuyên cần và trung tín chu toàn những bổn phận đối với giáo hội toàn cầu cũng như đối với giáo hội địa phương nơi tôi được kêu gọi đến phục vụ theo như luật dạy. Khi thi hành chức năng đã được trao phó cho tôi nhân danh giáo hội, tôi sẽ gìn giữ nguyên vẹn
trung thành truyền đạt và làm sáng tỏ kho tàng đức tin. Thế nên tôi sẽ tránh xa mọi học thuyết ngược lại kho tàng này. Tôi sẽ tuân theo cổ võ kỷ luật chung của cả giáo hội, cũng như tuân giữ mọi điều luật của giáo hội, đặc biệt những luật trong bộ giáo luật. Với đức vâng phục Kitô giáo, tôi sẽ tuân theo điều mà các đức giám mục công bố với tư cách là tiến sĩ chính thức và thầy dạy đức tin, để việc hoạt động tông đồ, thi hành nhân danh giáo hội và do giáo hội ủy nhiệm được thực hiện trong sự hiệp thông của chính giáo hội. Xin Thiên Chúa cũng như các sách tin mừng của Chúa mà tay tôi đang chạm tới đây giúp đỡ tôi. Theo thầy có ngài cùng đi với con, có anh chị em cùng đi với con trên đường. Trên đường đi đâu phải một mình, còn có giáo hội tiếp sức, có Chúa nâng từng bước chân. Hãy theo thầy vững niềm cậy trông từ đây, bước theo thầy trọn đời con chỉ đi theo ngài, con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo Chúa bằng cả trí và tâm con theo ngài, con bước theo ngài, con bước đi hoài. Đi theo Chúa chẳng cần biết ở đâu, chẳng cần biết làm gì, dù ở đâu hay làm chi. Hân hoan lời tụng ca, hân hoan lời ca ngợi, cho chân Chúa bao đêm ngày. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Giờ đây Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho sẽ trao tông thư bổ nhiệm cho Cha Gioan Trần Phước Cương, niên trưởng của giáo phận. Xin gửi lời chào thăm và phép lành tông tòa tới Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, hiện thời là giám mục hiệu tòa Trofimiana và là giám mục phụ tá Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, được chọn làm giám mục giáo phận Mỹ Tho do sự quan phòng của Chúa. Và khi nhìn vào các nơi trong hội thánh, chúng tôi muốn mau mắn xếp đặt cách thích hợp những gì chúng tôi nhận biết sẽ giúp ích cho nhu cầu của hội thánh. Khi người anh em đáng kính Phaolô Bùi Văn Độc hết thi hành chức vụ cai quản giáo phận Mỹ Tho và được thuyên chuyển về tòa tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi nghĩ cần phải chọn vị mục tử mới
để giáo phận này không bị thiệt hại gì. Vì thế, thưa hiền đệ đáng kính, do sự cố vấn khôn ngoan, chúng tôi nghĩ tới hiền đệ là người mà chúng tôi nhận thấy rằng có thể thi hành thừa tác vụ này. Vì chưng hiền đệ được nhìn nhận là có những nhân đức xứng hợp và có thế giá do các công việc hiền đệ làm trước đây. Vì thế, theo lời cố vấn của Bộ Truyền giảng Tin Mừng cho các dân tộc và với trọn quyền tông tòa, chúng tôi quyết định hiền đệ chấm dứt thi hành chức vụ trước đây là giám mục hiệu tòa Trofimiana và là phụ tá. Đồng thời, chúng tôi bổ nhiệm và đặt hiện đệ làm giám mục Mỹ Tho với mọi quyền hạn và bổn phận được quy định theo các điều khoản của giáo luật liên hệ đến chức vị của hiện đệ. Vì vậy, hiện đệ sẽ thông báo cho hàng giáo sĩ và giáo dân về việc tuyển chọn này, và chúng tôi khuyên nhủ tất cả những người này hãy đón nhận hiền đệ với lòng tôn kính và vâng phục khi hiền đệ truyền dạy các điều đúng và hợp lý. Ngoài ra, thưa hiền đệ đáng kính, chúng tôi nghĩ rằng được nâng đỡ bởi sự trợ giúp từ trên cao và được hướng dẫn bởi ánh sáng trên trời, hiền đệ sẽ thực hiện tác vụ đầy linh hoạt của hiền đệ, hậu đem lại thật dồi dào ơn phúc cho các tín hữu. Nhờ đó, tâm hồn họ được kiên vững và được nâng đỡ do tin mừng của đấng cứu chuộc ban hành tại Roma bên cạnh mộ Thánh Phêrô ngày 26 tháng 7 năm của Chúa 2014, năm thứ hai triều đại giáo hoàng của chúng tôi, Francisco giáo hoàng. Ta ơn Chúa. Giờ đây cha nên trưởng trình tông thư cho cha trưởng ấn để ngài lập biên bản. Sau đây, cha quản đốc nhà thờ chánh tòa và đại diện các thành phần dân Chúa trong giáo phận Mỹ Tho chào mừng và biểu lộ lòng tôn kính và vâng phục đối với vị mục tử của mình. Xin mời cộng đoàn đứng, quý đức cha ngồi. Kính đức cha Phêrô tân giám mục giáo phận Mỹ Tho, hôm nay thật là một ngày trọng đại và tràn đầy niềm vui cho cộng đoàn dân Chúa giáo phận Mỹ Tho chúng con. Chúng con sung sướng vui mừng vì đức thánh cha Francisco đã thương ban cho giáo phận chúng con vị mục tử mới
để giáo phận không bị thiệt thòi khi Đức cha Phaolô, vị chủ chăn đáng kính của giáo phận, được thuyên chuyển về làm tổng giám mục Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Trong niềm tri ân và vui mừng đó, con xin thay mặt cho các thành phần dân Chúa trong giáo phận kính dâng lên Đức cha lời chào mừng hân hoan nhất của chúng con. Là đoàn chiên dưới sự hướng dẫn và dìu dắt của Đức cha, giờ đây chúng con xin được nói lên tâm tình để bày tỏ lòng kính phục và tôn trọng đối với Đức cha. Chúng con hứa sẽ hết lòng kính trọng và vâng phục Đức cha, sẵn sàng cộng tác với Đức cha trong mọi trách vụ và hoạt động của giáo phận theo hết khả năng của mỗi người chúng con. Là linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân, chúng con hứa cố gắng sống yêu thương và hiệp nhất chung quanh Đức cha để cùng nhau xây dựng giáo phận thành một cộng đoàn yêu thương, hiệp nhất và loan báo tin mừng theo lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư chung năm 2013. Ngoài ra chúng con cũng xin hứa sẽ cố gắng học hỏi lời Chúa, vâng nghe những giáo huấn của Hội Thánh, những lời dạy bảo của Đức cha và hoàn thiện bản thân mỗi ngày để có thể trở nên những cộng tác viên đắc lực của Đức cha trong sứ vụ mang niềm vui tin mừng cho những người sống chung quanh chúng con. Cuối cùng, chúng con xin Đức cha thương đón nhận cộng đoàn dân Chúa giáo phận Mỹ Tho là một cộng đoàn đang lần bước theo Thầy Giê-xu để cùng với Đức cha khi làm gì và ở đâu, chúng con luôn đi trên đường sự thật và đường ấy sẽ dẫn chúng con đến sự sống. Trong kinh Đức cha Phêrô, qua tông thư bổ nhiệm của Đức Thánh cha Phanxicô mà chúng con vừa được nghe, chúng con tin tưởng và hy vọng Đức cha sẽ mang lại cho dân Chúa giáo phận Mỹ Tho chúng con dồi dào những ơn ích thiêng liêng trong những hoạt động để chúng con mỗi ngày được vững mạnh hơn nữa trong hành trình trần thế này. Kính thưa Đức cha, đó là những tâm tình chúng con xin được bày tỏ với Đức cha trong ngày vui mừng trọng đại này. Kính xin Đức cha thương nhận và chúc lành cho tất cả chúng con. Một lần nữa, toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo phận Mỹ Tho hân hoan chào mừng Đức cha. Chúng con xin kính mời quý Đức cha, quý cha và quý khách đứng. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, để công trình của Đức Kitô tiếp tục cho đến ngày tận thế, Chúa đã làm cho Hội Thánh trở nên dấu chỉ ơn cứu độ. Chúa sẵn sàng ban cho hết thảy mọi người. Xin soi sáng các Kitô hữu cho họ hiểu biết rằng mình đã được Chúa chọn để đem tin mừng đến cho thế giới. Nhờ vậy, từ muôn dân trên khắp hoàn cầu, một dân mới sẽ xuất hiện. Đó là đoàn dân nhìn nhận Chúa là Cha và nhìn nhận Đức Kitô là Chúa. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiến trụy cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Vào năm vua Ôdias băng hà, tôi đã thấy Chúa hiện ra. Ngài ngự trên ngai rất cao, tà áo Ngài phủ khắp đền thờ. Các seraphim đứng hầu bên cạnh Ngài, mỗi vị có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che thân, và 2 cánh để bay. Các vị tung hô đối đáp: Thánh, 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 Chúa các đạo binh là đấng thánh, toàn thể trái đất đầy vinh quang Ngài. Tiếng hô làm rung chuyển các trục cửa và khói tỏa đầy nhà. Tôi thốt lên: Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là người có đôi môi nhơ uế, và tôi sống giữa dân có môi nhơ uế. Thế mà tôi đã thấy tận mắt Đức Vua, Chúa các đạo binh. Một seraphim bay đến với tôi, tay cầm cục than hồng mà Ngài dùng kẹp lấy từ bàn thờ. Ngài chạm đến miệng tôi và nói: Này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được xóa, tội ngươi được tha. Rồi tôi nghe tiếng Chúa phán: Ta sẽ sai ai? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi liền thưa: Này con đây, xin cứ sai con. Đó là lời Chúa. Chư dân hãy dừng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa. Chư dân hết thảy hãy dừng tụng Ngài. Chư dân hãy dừng tụng Ngài, lạy Thiên Chúa. Chư dân hết thảy hãy dừng tụng Ngài. Nguyện Chúa ban muôn vàn ơn lành, tôn nhan Ngài dày xin chiếu sáng đường Chúa khắp trên địa cầu hay biết.
nào mừng vui hát dương, Ngài sẽ hiện mình chỉ vì muôn nước thống lãnh muôn dân tộc cõi trần. Lộc muôn ngàn bao hoa màu trổ sinh khắp chốn, nguyện Chúa khấn ban ngàn muôn ân phúc, cõi đất hay tuôn sợ kinh. Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, chúng tôi chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa chứ không phải từ nơi chúng tôi. Chúng tôi chịu khổ cực tứ bề nhưng không bị đè bẹp, bị hoang mang nhưng không tuyệt vọng. Chúng tôi bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng tôi luôn mang trong thân xác mình cuộc tử nạn của Chúa Giêsu để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng tôi. Thật vậy, mặc dầu đang sống nhưng vì Chúa Giêsu, chúng tôi luôn luôn bị phó nộp cho sự chết để sự sống của Chúa Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng tôi. Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Đó là lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, các cửa nhà nơi các môn đệ ở đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Nói rồi người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi người thổi hơi trên họ và nói: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa.
Kính thưa anh chị em, chỉ trong một bài tường thuật ngắn ngủi mà Thánh Gioan đã trình bày rất sống động hai hình ảnh về giáo hội. Hình ảnh thứ nhất là một giáo hội khép kín trong những chuyện nội bộ, co cụm lại trong sợ hãi và ẩn mình sau cánh cửa đóng kín. Biến cố Chúa Giêsu bị xử án, bị hành hình và bị giết chết trên thập giá đã làm cho các môn đệ hoảng loạn, mất phương hướng, chìm sâu trong tuyệt vọng, chỉ còn biết ngồi đó mà than thở và khóc lóc. Và hình ảnh thứ hai là một giáo hội mở ra cho sứ vụ. Sứ vụ công bố, loan báo và làm chứng cho tin mừng của Thiên Chúa tình yêu. Biến cố Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá vẫn còn đấy với tất cả những tăng tóc và đau thương của nó. Nhưng bây giờ biến cố đó được nhìn trong một ánh sáng mới. Ánh sáng của Đấng đã sống lại từ cõi chết và đang hiện diện ngay giữa cộng đoàn các môn đệ. Vì thế, thay cho nỗi sợ hãi là niềm bình an sâu thẳm, bình an cho anh em. Thay cho sự yếu đuối là một sức mạnh mới. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Và thay cho sự co cụm là mệnh lệnh lên đường. Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Hai hình ảnh về giáo hội. Và kính thưa anh chị em, chắc chắn Đức Kitô phục sinh không muốn chúng ta hiện diện ở đây như là một giáo hội co cụm trong sợ hãi, mà Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đây như một giáo hội mở ra, một giáo hội lên đường cho sứ vụ. Sứ vụ đó là sứ vụ phổ quát của giáo hội toàn cầu, và chúng ta có trách nhiệm thi hành sứ vụ phổ quát ấy trong giáo hội địa phương của mình. Mà cũng vì là sứ vụ phổ quát, cho nên chúng ta phải thi hành sứ vụ đó trong sự hiệp thông chặt chẽ với giáo hội toàn cầu và với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đấng kế vị Thánh Phêrô. Sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Giacchelli, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, ở đây hôm nay nói lên ý nghĩa đó. Vì thế, thay mặt cho tất cả cộng đoàn giáo phận Mỹ Tho, con xin hết lòng cảm tạ Đức Tổng Giám mục, đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam, về sự hiện diện đầy ưu ái và đầy nâng đỡ của Ngài. Cái tính phổ quát của sứ vụ đó, nó không chỉ được diễn tả trong sự hiệp nhất về không gian mà thôi, mà còn được diễn tả trong sự liên tục của thời gian. Hôm nay, lãnh nhận sứ vụ giáo mục giáo phận Mỹ Tho là tôi tiếp nối sứ vụ của các vị tiền nhiệm đáng kính, mà gần gũi và cụ thể nhất là Đức Hồng Y Gioan Bautista và Đức Tổng Giám mục Phaolô. Sự tiếp nối này vừa là một vinh dự mà lại vừa là một trách nhiệm lớn đối với con. Vì thế, cùng với lời cảm tạ sâu xa, cộng đoàn giáo phận Mỹ Tho kính xin Đức Hồng Y và Đức Tổng Phaolô tiếp tục nâng đỡ và đồng hành với chúng con trong giai đoạn mới. Không chỉ có Đức Hồng Y Gioan Bautista và Đức Tổng Giám mục Phaolô mà thôi, cộng đoàn giáo phận Mỹ Tho còn được tất cả giáo hội Việt Nam đồng hành và nâng đỡ. Sự hiện diện của rất đông quý
quý đức cha trong Hội đồng Giáo mục Việt Nam trong ngày lễ hôm nay diễn tả thực tế sống động đó. Nhất là khi chúng con biết rằng nhiều đức cha đã phải thay đổi lịch công tác mục vụ để có thể hiện diện ở đây với chúng con trong ngày đáng ghi nhớ này. Và vì thế, chúng con xin chân thành cảm tạ tấm lòng quý mến của tất cả quý đức cha. Cùng với sự hiện diện của quý đức cha các giáo phận, làm sao không thể không nhắc đến ở đây sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn, là nơi tôi đã được may mắn phục vụ suốt 34 năm qua, trước hết là trong tư cách một linh mục và sau này là giám mục phụ tá. Thật cảm động khi nhìn thấy quý cha, quý tu sĩ và anh chị em ở đây, những người tôi thấy được và còn rất nhiều người phải đứng ở ngoài nhà thờ vì không còn chỗ ngồi. Sự xa cách trong không gian không thể làm vơi đi sự gần gũi trong tâm tưởng, nhất là những tâm tình thánh thiện dành cho sứ vụ loan báo tin mừng. Vì thế, xin anh chị em nhận nơi đây lòng biết ơn sâu xa của cá nhân tôi và xin tiếp tục cầu nguyện cho giáo phận Mỹ Tho thân yêu. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và tất cả anh chị em giáo dân, giáo phận Mỹ Tho rất thân mến. Hôm nay tôi đến đây với tâm tình của tiên tri Isaiah và của Thánh Phaolô Tông Đồ. Cùng với Thánh Phaolô, tôi ý thức rất rõ bản thân mình chỉ là bình sành dễ vỡ, với rất nhiều giới hạn, rất nhiều yếu đuối của phận người. Thế nhưng được Thiên Chúa kêu gọi cùng với tiên tri Isaiah, tôi lấy hết can đảm để thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con. Và tôi tin rằng anh chị em đón nhận tôi hôm nay cũng vì tâm tình sứ vụ đó, chứ không vì lý do nào khác. Người ta vẫn nói là yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng. Cho nên tôi tin là khi chúng ta, tất cả cộng đoàn giáo phận, tất cả mọi thành viên trong gia đình giáo phận, khi chúng ta cùng chung một hướng nhìn về sứ vụ, thì chính sứ vụ đó liên kết chúng ta lại trong tình hiệp nhất, trong tình yêu thương, để trong ánh sáng phục sinh và quyền năng của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng nhau xây dựng giáo phận Mỹ Tho thân yêu này thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương và dấn thân cho sứ vụ như định hướng mục vụ mà chính anh chị em đã cùng với Đức Tổng Giám mục Phaolô xây dựng nhiều năm qua. Kính thưa tất cả anh chị em, trong giây phút này, hình ảnh của bài tin mừng đang được tái hiện một cách sống động ở đây. Chúng ta quy tụ ở đây như là cộng đoàn các môn đệ có Đức Kitô phục sinh hiện diện ở giữa chúng ta. Vậy thì nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, là thánh bổn mạng của nhà thờ chính tòa, ước gì chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân thánh thần, để hăng say loan báo tin mừng bình an và ơn tha thứ của Chúa cho mọi người. Amen. Xin kính mời cộng đoàn đứng.
Tôi tin kinh Bồ Thiên Chúa là Cha toàn năng. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ, và để thực hiện điều đó, Ngài đã làm cho chúng ta nên một dân tư tế để chuyển cầu cho mọi người. Vì thế, chúng ta hãy tin tưởng dâng lời cầu xin. Chúa Giêsu phục sinh nói: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô và toàn thể các giám mục, xin Chúa gìn giữ các ngài trong sự hiệp thông của Hội Thánh để loan truyền tin mừng của Chúa cho con người trên khắp hoàn cầu. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con.
Thánh Phaolô tông đồ nói: chúng tôi chịu khổ cực tư bề nhưng không bị đè bẹp, bị quan mang nhưng không tuyệt vọng, chúng tôi bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Cầu cho những người đang thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, những người nghèo khổ và bệnh tật, đặc biệt những người đang chịu bách hại tại Iraq và Syria, xin Chúa ban cho các anh chị em này luôn cảm nhận được sự sống của Chúa phục sinh và được vững lòng trông cậy. Chúng ta cùng cầu nguyện. Thánh Phaolô tông đồ đã nói: chúng tôi chứa đựng kho tàng là sự hiểu biết vinh quang Thiên Chúa trong những bình sành, để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa chứ không phải từ nơi chúng tôi. Chúng ta cùng cầu xin cho Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Mỹ Tho được sức mạnh để quản trị cách khôn ngoan đoàn chiên mà vị mục tử nhân lành đã giao phó cho Ngài. Chúng ta cùng cầu nguyện. Xin Chúa nhận lời chúng con. Khi nghe Chúa phán: ta sẽ sai ai, ai sẽ đi cho chúng ta? Tiên tri Isaiah liền thưa: này con đây, xin cứ sai con. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta không ngừng tìm kiếm thánh ý Chúa, và khi đã tìm thấy thì được ơn quảng đại để thực hiện thánh ý đó. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là nguồn mọi niềm an ủi, cộng đoàn chúng con ý thức mình yếu hèn nhưng được Chúa trao cho sứ vụ cao cả. Xin nhậm lời chúng con tha thiết cầu xin để chúng con được kiên trì và can đảm loan truyền những kỳ công Chúa đã thực hiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Thiên Chúa nhân từ, xưa kia để cứu độ trần gian tội lỗi, Chúa đã chấp nhận lễ tế của Đức Kitô khi Người đổ máu đào để tôn vinh Chúa. Hôm nay Hội Thánh cũng đang dâng tiến Chúa chính lễ tế này, cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Chúa trời đất, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ ngôi lời của Cha, Cha đã tác tạo thế gian và điều khiển muôn loài cách công minh chính trực. Cha đã ban cho chúng con chính ngôi lời nhập thể làm đấng trung gian. Người đã nói với chúng con những lời của Cha và kêu gọi chúng con đi theo Người. Người là đường dẫn chúng con đến cùng Cha, là sự thật giải thoát chúng con và là sự sống ban cho chúng con niềm vui tràn đầy. Nhờ con Cha, Cha tập hợp thành một gia đình duy nhất những con người đã được Cha dựng nên để làm sáng danh Cha, đã được cứu chuộc nhiều máu Người đổ ra trên thập giá và đã được ghi dấu ấn Chúa Thánh Thần. Vì thế giờ đây và cho đến muôn đời, cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi vinh quang Cha và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh qua những của lễ này để trở nên cho chúng con định và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện đốt mình chịu khổ hình, Ngài cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị đốt vì các con. Cùng một thế thứ bấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mẹ.
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuphêrô, các Đức Giáo mục chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha Chúa trên trời, chúng con nguyện dâng Cha tạm sáng, nêu Cha chỉ đêm, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay bữa cơm hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
gọi và chính Chúa đã chọn con bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mang hồng ơn. Bước theo Ngài, con đi đi về muôn lối, con đi đến cùng thế giới, dâng gieo tin mừng nước trời. Bước theo Thầy là đến ở lại và xem giữa sa mạc, hiểu thấu ý tình Thầy trao. Bước theo Thầy, con tìm Thầy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dân hiến, con đi theo Chúa với muôn nét đầy tin, cho xuân vào đời, cho người đóng bóng yêu thương. Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu, yêu khôn cùng nhận Thánh ra làm đường đi. Bước theo Thầy, tìm con gắng liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giê-xu. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa nhân hậu khôn lường, ước gì bí tích thánh thể làm cho chúng con nên thánh trong cộng đoàn dân Chúa ngày một thánh thiện. Nhờ đó cộng đoàn sẽ có khả năng làm cho muôn dân được hưởng nhờ ơn cứu độ Đức Kitô đem lại khi Người hy sinh trên thập giá. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúng con xin kính mời cộng đoàn ngồi. Giờ đây là lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh. Chúng con xin kính mời Đức Tổng. Đức Cha Phêrô, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ, Anh Chị Em Thân Mến. It really is a great joy for me as the representative of the Holy Father Francis in Vietnam to be with you this morning and participate in the Holy Mass of the installation of the Most Reverend Peter Kham as the new Bishop of Mỹ Tho. Thật là một niềm vui rất lớn cho tôi, vị đại diện Đức Thánh Cha Francisco tại Việt Nam, hiện diện cùng anh chị em sáng nay và tham dự thánh lễ nhậm chức của Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, tân giám mục của giáo phận Mỹ Tho. I remember very well the evening of Sunday 30th April 2011. Which I visited the Diocese of Mỹ Tho for the first time and celebrated the Holy Mass outside this cathedral. Well, here we all are together again for an historical moment in your diocese. This is truly a great joy for me. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tôi đến thăm giáo phận Mỹ Tho vào chiều Chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2011, và tôi đã cử hành thánh lễ tại khuôn viên của nhà thờ chánh tòa này. Và giờ đây, tại thời điểm lịch sử của giáo phận anh chị em, chúng ta lại cùng nhau sum họp một lần nữa. Đây là một niềm vui rất lớn cho tôi. I greet with affection all the archbishops and bishops here present, especially the Most Reverend Paul Bouy Van Dock,
Archbishop of Ho Chi Minh City and President of the Bishops Conference of Vietnam and former Bishop of My Tho. Tôi xin kính gửi lời chào trìu mến đến quý Đức Tổng Giám mục và quý Giám mục hiện diện nơi đây, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nguyên Giám mục Mỹ Tho. And my heartfelt congratulations to you, dear Bishop Peter, already Auxiliary Bishop of Saigon, for your appointment as the new Bishop of the Diocese of My Tho. Tôi xin kính gửi lời đến Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm, nguyên Giám mục Phụ tá Sài Gòn, những lời chúc mừng chân thành nhất của tôi trong dịp Đức Cha được bổ nhiệm làm vị tân Giám mục của Giáo phận Mỹ Tho. During the years, the reciprocal bonds between the Diocese of My Tho and Saigon have gradually grown stronger and deeper with the exchange of bishops. First Cardinal Mann moved from My Tho to Saigon, then Archbishop Bùi Văn Đọc, and now the other way around, Bishop comes to My Tho. Trong những năm vừa qua, mối dây tương quan qua lại giữa Giáo phận Mỹ Tho và Tổng Giáo phận Sài Gòn đã dần dần phát triển mạnh mẽ hơn và sâu xa hơn, với sự hoán chuyển giữa các giám mục, trước hết là việc hoán chuyển từ Mỹ Tho lên Sài Gòn với Đức Hồng y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, kế tiếp là Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, và giờ đây một cuộc hoán chuyển ngược lại, Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm trở về Mỹ Tho. They are bonds in the Lord Jesus Christ, bond of affection and friendship that did not weaken with time and have acquired a deeper dimension with your installation, dear Bishop Khảm. Đây là những mối dây ràng buộc trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, những mối dây của tình thương mến và tình bằng hữu đã không hề suy giảm theo thời gian, mà trái lại đã đạt được một chiều kích sâu xa hơn qua biến cố nhậm chức của Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm ngày hôm nay. I extend an affectionate greeting to all the priests of the Diocese of My Tho, and with the same sentiments, I greet each one of you here present, all the families in the diocese, and especially the poor and the children. Tôi bày tỏ lời chào trìu mến đến các linh mục của Giáo phận Mỹ Tho, và với cùng một cảm xúc này, tôi cũng gửi lời chào đến từng người hiện diện nơi đây, tất cả các gia đình trong Giáo phận Mỹ Tho, và đặc biệt đến anh chị em đang sống trong hoàn cảnh nghèo khổ và các trẻ em. This cathedral is dedicated to Our Lady of the Immaculate Conception. For a moment, let us pause looking to the image of the Blessed Virgin Mary. Ngôi nhà thờ chấn tòa này đã được dâng hiến cho Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Giờ đây, chúng ta hãy lắng đọng trong khoảnh khắc này để chiêm ngắm hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria. We can imagine that the angel Gabriel, on entering Mary's house, has greeted her with the Greek greeting, Kyrie, be glad, rejoice. Chúng ta có thể hình dung thấy thiên thần Gabriel đang bước vào nhà của Đức Maria và đã cất lời chào Đức Trinh Nữ bằng ngôn ngữ Hy Lạp, Kyrie, vui lên, mừng lên. This is the first word that resounds in the New Testament as such, an invitation of joy. Rejoice, be glad. Lời đầu tiên được vang lên trong Tân Ước là như thế đó, một lời mời, hãy vui lên, hãy mừng lên. The New Testament is truly gospel, the good news that brings us joy, Evangelii Gaudium. Tân Ước thực sự là tin mừng mang đến cho chúng ta niềm vui của tin mừng,
Ngài nhắc lại tên của tông huấn của Đức Thánh Cha Francisco. Indeed, the words rejoice because God is with you. He is with us. Are words that open a new epoch. Thật vậy, những lời hãy vui lên, hãy mừng lên bởi vì Thiên Chúa ở cùng anh chị em, Ngài ở cùng chúng ta là những lời mở ra một kỷ nguyên mới. Dear brothers and sisters of a Methodist diocese, rejoice because a new epoch is open with the coming of your new shepherd, representing the Heavenly Father and the Good Shepherd among you. Anh chị em giáo phận Mỹ Tho thân mến, mừng vui lên bởi vì một kỷ nguyên mới được mở ra nơi giáo phận này qua biến cố vị tân mục tử, vị đại diện của Cha trên trời và là vị mục tử nhân lành đến với anh chị em và ở giữa anh chị em. Joy must always be shared. Joy must be communicated. Niềm vui phải luôn được chia sẻ. Niềm vui phải được loan báo. So, dear Bishop Peter, give this joy and your love to your people, and the joy and love given will be returned to you. Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm quý mến, Đức Cha hãy trao dâng niềm vui và tình yêu của Đức Cha cho đoàn dân được ủy thác cho Đức Cha. Và niềm vui và tình yêu mà Đức Cha đã hiến dâng sẽ được trao ban lại cho Đức Cha. The second word of Angel Gabriel to the Blessed Virgin Mary was, "Do not fear, Mary." Lời thứ hai mà Thiên Thần thưa với Đức Trinh Nữ Maria là, "Maria, đừng sợ." So, dear Bishop Peter, do not fear. Yes, you are carrying God to your people, but God is carrying you. Do not fear. Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm quý mến, đừng sợ. Vâng, Đức Cha mang Chúa đến cho đoàn dân của Đức Cha, nhưng chính Thiên Chúa lại đang dẫn đưa Đức Cha từng bước. Đừng sợ. We know that during moments of difficulties and suffering, no human consolation can fully help. The only valid consolation during those moments is the one that comes to us from the Lord, who also assures us, "Do not fear, I am always with you." Chúng ta biết rằng vào những thời điểm gặp khó khăn và đau khổ, không có sự an ủi nào nơi con người có thể mang đến một sự trợ giúp hoàn hảo. Vào những thời điểm ấy, sự an ủi nâng đỡ có hiệu quả duy nhất đến với chúng ta từ chính Thiên Chúa, Đấng đã từng bảo đảm với chúng ta rằng đừng sợ vì Thầy ở với anh em. Dear Bishop Peter, as the new shepherd of the Diocese of Methot, be brave, be wise, and be a father for your priest and your faithful. Là vị tân mục tử của giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha là vị mục tử can đảm, khôn ngoan và là người cha của các linh mục và giáo dân của Đức Cha. And you, dear priests and faithful of Methot Diocese, support and love your new shepherd. Và anh chị em, các linh mục và anh chị em giáo dân giáo phận Mỹ Tho, hãy đồng tâm hợp lực và kính mến vị tân mục tử của anh chị em. May the Immaculate Conception assist you. And may the martyrs Philip Phan Văn Minh and Peter Nguyen Văn Lu protect you. Xin Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội phù hộ cho anh chị em. Và xin các thánh tử đạo Philip Phan Văn Minh và Phêrô Nguyễn Văn Lụ hằng phù trợ cho anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho Đức Cha Cam và chúc lành cho Giáo Phan Mito. Tiếp theo là lời phát biểu của Đức Cha đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam. Chúng con xin trân trọng kính mời Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Anh
Trong kính Đức cha Phêrô, con xin đại diện cho tất cả các đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam để chúc mừng đức cha. Con xin đại diện cả những đức cha đã về hưu nữa, để nói lên một đôi tâm tình và một đôi ý nghĩ với đức cha. Ngày hôm thứ năm khi dùng cơm ở tòa tổng giám mục thì con thấy cái tâm tình của đức hồng y Gioan Bautista thì ngài là vừa vui nhưng mà vừa buồn, vừa cười nhưng mà vừa khóc. Con nói với ngài, con nói với đức hồng y, có phải cái tâm tình của đức hồng y vậy không? Ngài nó gật đầu. Thì sở dĩ có tâm tình như vậy đó bởi vì ngài rất thương mến đức cha Phêrô, và ngài nghĩ rằng đức cha Phêrô rời bỏ tổng giáo phận Sài Gòn là một cái thiệt thòi lớn cho tổng giáo phận, và ngài nghĩ rất đúng. Nhưng mà con có an ủi ngài, con nói Chúa Giêsu thì ngài có khóc mà Chúa Thánh Thần không thấy khóc bao giờ. Dĩ nhiên Chúa Thánh Thần người ta không thấy, cho nên không thể nói Chúa Thánh Thần khóc được. Nhưng mà ít nữa một cách nào có thể nói Chúa Thánh Thần cười, hay là ít nữa là Chúa Thánh Thần làm cho người ta vui, bởi vì Chúa Thánh Thần là cái niềm vui ở trong lòng Thiên Chúa. Cho nên á, Chúa Thánh Thần sẽ làm cho Đức Hồng Y vui, rồi cả giáo hội Việt Nam vui, cả mọi người vui. Chúa Thánh Thần an ủi Đức Hồng Y. Đó là tâm tình của một Gioan Bautista. Tâm tình của một Gioan Bautista khác là Gioan Bautista Bùi Tuần, là một người thường là khóc nhiều hơn cười. Nhưng mà khi biết đức cha Phêrô được đặt làm giám mục chính tòa Mỹ Tho thì ngài cười vui lắm, ngài lấy làm sung sướng lắm. Ngài cũng là Gioan Bautista. Cho nên tâm tình của anh em giáo mục rất có nhiều cái tâm tình nó rất là khác nhau. Thì bây giờ xét về tâm tình đó thì con chỉ nói thế này thôi, là cái khẩu hiệu của đức cha đó là hãy theo thầy, theo Chúa Giêsu. Thì Chúa Giêsu bị đóng đinh á thì khóc, đức cha khóc. Chúng con chắc thỉnh thoảng cũng phải khóc, con hay cười nhưng mà chắc thỉnh thoảng cũng phải khóc. Nhưng mà đức Giêsu đã phục sinh, cho nên khi mà theo đức Giêsu cứ mà tin là ngài đã sống lại thì phải cười. Đó là cái điều mà con không ngờ, là đức tổng giám mục Jerry đại diện tòa thánh nói suốt từ đầu chí cuối là về niềm vui và biểu ai vui lên, mà nói về đức mẹ vô nhiễm nguyên tội là tước hiệu của nhà thờ đó, mà không có nói đức mẹ sầu bi, mà biểu đức mẹ hãy vui lên, thiên thần hiện ra với đức mẹ nó vui lên. Nên rõ ràng cái tâm tình của vị đại diện tòa thánh đó, nó con thấy nó là cái tâm tình của giáo hội Hoàng Vũ và của tất cả, con nghĩ là của tất cả các giáo mục và của tất cả dân Chúa, và đặc biệt là của dân Chúa ở Mỹ Tho. Chắc chắn là họ vui lắm, hôm nọ con báo lần trước rồi, thấy họ vui mừng lắm, bởi vì họ đã biết đức cha rồi, đức cha danh tiếng quá mà, người ta biết đó hả, vỗ tay đi. Rồi á, cái thứ hai nữa đó là họ đón nhận đức cha từ lâu rồi, từ lúc đức cha xuống giảng cấp phòng tĩnh tâm đây cho các cha, thì tâm tình của hàng giáo sĩ đã dành cho đức cha là rất là tốt, rất là tích cực. Rồi cái điều thứ ba nữa, họ cũng biết là đức cha có cái tài tổ chức, đức cha về đây đức cha sẽ tổ chức giáo phận tốt hơn con, là điều đó chắc chắn. Đức cha sẽ đưa giáo phận lên một cái tầm cao hơn nữa, như đức tổng giám mục Jerry vừa nói, một giai đoạn mới. Nhưng mà có cái điều mà có lẽ đức cha cũng ưu tư như con, mà có thể đức cha làm giỏi hơn, đó là khơi dậy
cái sự nhiệt thành của người giáo dân, không phải chỉ của giáo sĩ thôi, của tông đồ giáo dân. Mà cho tới bây giờ con khơi dậy không nổi đâu, khơi dậy cái nổi đâu, thúc các cha dữ lắm, các cha cũng khơi, khơi hoài chưa được. Giờ đức các cha về đó, khơi dậy đó. Cái điều đó chắc chắn thôi, chắc chắn thôi. Rồi cái điều thứ hai nữa mà còn tồn tại đó là cái loan báo tin mừng. Con cũng đã cố gắng rất nhiều, cũng thúc giục người này người kia, người nọ, nhưng mà cái việc loan báo tin mừng cũng còn rất là chậm chạp. Các cha cũng cố gắng dữ lắm, mà thúc các cha nhiều quá rồi các cha bệnh đi nằm nhà thương thì con không dám thúc. Cho nên khi con về Sài Gòn con đỡ thúc, thấy các cha mập lên, béo rồi. Và một cái điểm cuối cùng nữa mà con nghĩ là đức cha cũng có giống con đó, một phần nào đó có thể nói như thế, mà đức cha có thể sẽ thành công hơn, đó là đức cha thao thức về cái sự động não của mọi thành phần dân chúa. Con cũng thúc đẩy các cha động não dữ lắm, thúc dữ lắm. Bây giờ đức cha về đức cha tiếp tục thúc đẩy động não nghe không, nhưng mà thúc đẩy sao cho mấy ông đừng có bệnh thôi. Có mấy lời rất là chân thành xin chúc mừng đức cha Phêrô, và xin Chúa chúc phúc cho cuộc đời giám mục của đức cha tại đây, cho đức cha được hạnh phúc trong giáo phận Mỹ Tho này, và cho toàn thể dân Chúa được đầy tràn niềm vui và ân sủng. Xin hết. Sau đây là tâm tình cảm ơn của cha Phaolô Trần Kỳ Minh, đại diện ban tổ chức. Chúng con xin kính mời cha. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Phaolô, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nguyên Giám mục và Giám quản Tông tòa Giáo phận Mỹ Tho. Trọng kính quý Đức Tổng Giám mục và quý Đức Giám mục các giáo phận. Kính thưa quý cha tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý bề trên các hội dòng, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân. Hôm nay thật là một ngày trọng đại và vui mừng cho giáo phận Mỹ Tho, vì qua hội thánh Chúa đã thương ban cho giáo phận Mỹ Tho một vị mục tử mới là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Giờ đây con xin được đại diện cho cộng đoàn dân Chúa giáo phận Mỹ Tho bày tỏ tâm tình của chúng con. Trước hết, chúng con cảm ơn Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Kính thưa Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, gần một năm qua, khi Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức cha Phaolô của chúng con ngày 30 tháng 9 năm 2013 làm Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn, Đức Tổng không quên cầu nguyện cho giáo phận chúng con, đồng thời sắp xếp nhanh chóng cho chúng con có một vị mục tử mới. Và hôm nay Đức Tổng cũng ưu ái đến với chúng con trong thánh lễ này để cầu nguyện cho giáo phận chúng con. Chúng con chân thành cảm ơn Đức Tổng, nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho Đức Tổng. Nhân dịp này, chúng con cũng xin Đức Tổng chuyển lời cảm ơn chân thành nhất của chúng con đến với Đức Thánh Cha Francisco đã thương bổ nhiệm Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về coi sóc giáo phận Mỹ Tho chúng con. Chúng con không quên cảm ơn Đức Hồng Y Filoni, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, đã gửi điện thư chúc mừng ngày hồng ân của giáo phận Mỹ Tho chúng con, cách riêng là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Nguyện xin Chúa ban phúc lành cho Đức Hồng Y. Chúng con chân thành cảm ơn Đức Tổng Giám mục Phaolô, Tổng Giám mục Sài Gòn. Kính thưa Đức cha,
15 năm sứ vụ giám mục của Đức Tổng tại giáo phận Mỹ Tho là 15 năm của vị mục tử nhân lành hy sinh vì đoàn chiên để chiên được sống và sống dồi dào. Chúng con cảm nghiệm được điều đó qua những nỗ lực dấn thân mục vụ của Đức Tổng để xây dựng giáo phận thành một cộng đoàn giáo hội hiệp thông và truyền giáo. Ưu tư mục vụ hàng đầu của Đức Tổng là giáo dục đức tin cho dân Chúa, huấn luyện cho người giáo dân trưởng thành, nhất là người trẻ, mời gọi giáo dân tham gia vào sứ vụ truyền giáo của giáo hội qua những khóa huấn luyện đào tạo giáo dân được tổ chức hàng năm. Quan tâm đặc biệt của Đức Tổng vẫn là đào tạo chúng sinh linh mục cho giáo phận. Đức Tổng luôn dành thời giờ gặp gỡ các anh em linh mục, yêu thương các linh mục, luôn hiện diện chia sẻ, hướng dẫn các linh mục chúng con. Đức Tổng luôn luôn tạo điều kiện cho các tu sĩ nam nữ thuộc nhiều dòng tu khác nhau dấn thân truyền giáo, khuyến khích sự cộng tác của các linh mục, giáo phận và linh mục dòng cùng với các nữ tu để công việc mục vụ của giáo phận thêm phong phú. Giáo dân ngày càng ý thức và dấn thân hơn trong các hoạt động tông đồ giáo dân. Giới trẻ ngày càng ý thức hơn vai trò của mình trong giáo hội, tích cực tham gia vào các đoàn thể giáo xứ và các hoạt động từ thiện bác ái. Nhiều nhà thờ được trùng tu, được xây mới, tạo điều kiện cho các giáo xứ, nhất là nơi những vùng kinh tế mới Đồng Tháp 10, được phát triển nhanh chóng và có điều cơ hội mang tin mừng đến cho lương dân. Phục vụ người nghèo luôn là mối ưu tư phục mục vụ của Đức Tổng. Với sự khuyến khích của Đức Tổng, hoạt động bác ái xã hội Caritas của giáo phận không ngừng được đẩy mạnh và nhằm đem lại hiệu quả thiết thực hơn. Trước những công ơn cao quý đó, chúng con nguyện khắc ghi, đồng thời gìn giữ và làm phát triển những thành quả mà Đức Tổng đã gây dựng. Chúng con kính chúc Đức Tổng luôn được dồi dào sức khỏe, tràn đầy thánh thần của Chúa trong sứ vụ mục tử mới. Dù ở nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con nguyện xin Chúa mãi là nguồn vui của Đức Tổng. Chúng con cũng chân thành cảm ơn quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha, các giáo phận. Kính thưa quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha, hôm nay thật là một ngày hồng phúc cho giáo phận chúng con, vì sự hiện diện khá đông đủ của quý Đức Cha nói lên sự hiệp thông trong hội thánh và là một nghĩa cử yêu thương dành cho giáo phận chúng con, cách riêng là Đức Cha Phêrô giáo phận chúng con. Chúng con nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý Đức Tổng và quý Đức Cha. Chúng con cũng cảm ơn quý cha tổng đại diện, quý bề trên các hội dòng, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ. Sự hiện diện của quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ trong thánh lễ nhậm chức của Đức Tân Giám mục giáo phận Mỹ Tho là một sự khích lệ lớn lao cho chúng con. Chúng con nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý cha, quý bề trên và quý tu sĩ. Chúng con cũng chân thành cảm ơn bà cố, cô chú và thân nhân đã đến hiệp thông với giáo phận chúng con trong thánh lễ nhậm chức của Đức Cha Phêrô hôm nay. Nguyện xin Chúa ban dồi dào ơn phúc cho bà cố, cô chú và thân nhân. Chúng tôi cũng cảm ơn tất cả anh chị em giáo dân, cách riêng là ban mục vụ, ban trật tự, ban âm thanh ánh sáng và ca đoàn nhà thờ chánh tòa cùng đội kèn giáo xứ Fatima đã hết mình cộng tác để ngày lễ được tốt đẹp. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn quý khách, đặc biệt là anh chị em thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Dù xa xôi, quý vị và anh chị em đã dành thời gian quý báu để hiệp thông với chúng tôi trong thánh lễ, cầu nguyện cho giáo phận chúng tôi, đặc biệt là cho Đức Cha Phêrô. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và anh chị em. Trong thánh lễ tổ chức hôm nay, chắc chắn chúng con không tránh khỏi những điều thiếu sót.
Kính xin quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha và quý khách thông cảm bỏ qua cho chúng con. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý vị chính quyền các cấp tỉnh Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho và phường 7 đã tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi tổ chức ngày lễ hôm nay. Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Một lần nữa, chúng con chân thành cảm ơn quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý khách cùng tất cả anh chị em giáo dân. Nguyện xin Chúa ban dồi dào ơn phúc và trả công bội hậu cho quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha và tất cả mọi người. Con xin chân thành cảm ơn. Xin kính mời cộng đoàn đứng nhận phép lành của Đức Tân Giám mục Giáo phận. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Ngài sai tôi đi khắp cùng thế giới. Ngài sai tôi.